Tổng thống Ukraine nổi giận vì nạn hối lộ trốn nghĩa vụ quân sự. Nga tung sư đoàn mạnh nhất nhằm bịt lỗ hổng phòng tuyến, Ukraine đổi hướng tiến công. Xe tăng M1 Abrams đầu tiên đã đến chiến trường. Quan chức đối ngoại Liên minh châu Âu dục các thành viên mua thêm đạn cho Ukraine. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng thống Ukraine Zelensky chỉ trích mạnh mẽ đường dây hối lộ để hàng nghìn người có thể vượt biên sang quốc gia khác nhằm trốn nghĩa vụ quân sự trong cuộc chiến với Nga. Tổng thống Zelensky ngày 30 tháng 8 đã chỉ trích điều mà ông cáo buộc là nạn tham nhũng có hệ thống trong việc miễn trừ y tế đối với những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Ông cho biết Ukraine ghi nhận nhiều vụ hối lộ nhằm mở đường cho hàng nghìn người trốn ra nước ngoài. Ngoài cuộc chiến với Nga trên tiền tuyến, Ukraine cũng đang thực hiện chiến dịch truy quét nạn tham nhũng trong nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu. Trong thời gian qua, Ukraine đã nỗ lực nộp đơn xin vào EU, trong khi đó phía EU đưa ra điều kiện tiên quyết để Kyiv có thể vào khối là Ukraine phải thực hiện hiệu quả nỗ lực chống tham nhũng. Ông Zelensky cho hay, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Nga đã xem xét dữ liệu về tình trạng sai phạm trong miễn trừ y tế, hành vi nhận hối lộ và các vụ trốn ra nước ngoài kể từ tháng 2 năm 2022. Có những khu vực mà số vụ miễn nghĩa vụ quân sự do quyết định của cơ quan y tế đã tăng gấp 10 lần kể từ tháng 2 năm ngoái. Hoàn toàn rõ đây là quyết định gì, đó là tham nhũng. Ông Zelensky nói về cáo buộc những người hối lộ trốn nghĩa vụ quân sự bằng cách giả mạo thông tin về sức khỏe. Tổng thống Ukraine nói rằng cuộc điều tra đã vạch trần các hành vi tham nhũng ở các khu vực khác nhau và của các cơ quan, quan chức ở các vị trí khác nhau, với các khoản hối lộ từ 3.000 đô la Mỹ đến 15.000 đô la Mỹ. Theo ông, cần phải có một phân tích riêng để xác định số người đã trốn ra nước ngoài, phần lớn dựa trên các quyết định của Ủy ban Y tế. Chúng ta đang nói về ít nhất vài nghìn cá nhân trốn nghĩa vụ quân sự, ông nhấn mạnh. Ông Zelensky trong tháng này đã cách chức tất cả người đứng đầu các cơ quan tuyển quân khu vực của Ukraine. Ông tuyên bố Ukraine đã mở hơn 100 vụ án hình sự trong một cuộc điều tra trên diện rộng nhằm vào các cáo buộc tham nhũng trong hoạt động tuyển dụng binh sĩ chiến đấu. Hệ thống này nên được điều hành bởi những người biết chính xác chiến sự là gì và tại sao sự bất tín và hành động hối lộ trong chiến sự là hành vi phản quốc, ông Zelensky phát biểu. Theo nhà lãnh đạo, các cuộc điều tra liên quan tới cơ quan tuyển dụng ở địa phương cho thấy dấu hiệu của hành vi lạm dụng chức quyền, làm giàu bất hợp pháp và đưa những người đủ điều kiện nhập ngũ vượt biên bất chấp lệnh cấm thời chiến. Tuần trước, chính quyền Ukraine thông báo về kế hoạch sẽ ra mắt một cổng thông tin chống tham nhũng mới. Thông qua đó, những người tố giác có thể báo cáo những đối tượng bị nghi ngờ có hành vi tham ô. Ukraine cũng cam kết trao thưởng cho người tố giác nếu vi phạm bị tòa kết án sau đó. Ông Nivikov, người đứng đầu Cơ quan Phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine cho biết những người tố giác tham nhũng thành công sẽ có thể được nhận 10% số tiền thu được từ vụ án, tối đa 14 triệu, tức là 380.000 đô la Mỹ. Cổng thông tin mà Ukraine đã hợp tác xây dựng với sáng kiến chống tham nhũng của Liên minh châu Âu dự kiến ra mắt vào tháng 9. Diễn biến chiến sự có dấu hiệu nóng lên trong những ngày qua sau khi Ukraine kiểm soát hoàn toàn làng Dobrotin, vượt phòng tuyến đầu tiên của Nga. Quân đội Ukraine tiến vào ngôi làng chiến lược Dobrotin ở vùng Zaporizhia hôm 20 tháng 8 và đến ngày 28 tháng 8 đã kiểm soát hoàn toàn ngôi làng. Phát ngôn viên lực lượng miền Nam Ukraine nói các binh sĩ đang bận rộn gỡ mìn ở khu vực, củng cố vị trí mới giành được ở khu vực cách Dobrotin vài km về phía đông nam. Dự đoán các lực lượng Nga sẽ tìm cách giành lại Dobrotin, ngăn chặn các nỗ lực tiến sâu hơn về phía nam của Ukraine. Gần đây, quân đội Ukraine cũng phát hiện dấu hiệu cho thấy Nga đã huy động sư đoàn số 76 lực lượng dự bị tinh nhuệ tới bịt lỗ hổng phòng tuyến ở vùng Zaporizhia. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, có trụ sở tại Washington, các đơn vị của sư đoàn số 76 dường như được triển khai nhằm ngăn Ukraine tấn công làng Novodobrotika, cách Dobrotin khoảng 4 km về phía nam. Trong bối cảnh Nga đã gia cố lực lượng ở Novoprovokiva, lữ đoàn tinh nhuệ số 82 và lữ đoàn đổ bộ đường không số 46 của Ukraine sẽ không tìm cách tấn công trực diện. Ukraine đổi hướng tiến công. Thay vào đó, các lữ đoàn xung kích của Ukraine chuyển hướng về phía đông, hướng tới làng Vebovi, nơi từng có khoảng 1.200 người sinh sống. Mục tiêu của Ukraine là kiểm soát làng Vebovi, sau đó áp sát phía đông. Tạp chí Forbes cho biết sự xuất hiện của các đơn vị Nga thuộc sư đoàn số 76 và lực lượng hỗn hợp số 58 khiến lực lượng phòng thủ ở Novoprovokiva tăng gấp đôi quân số.
Với diễn biến giao tranh hiện đại, quân đội Nga sẽ phải xem xét các phương án chiến thuật, huy động lực lượng bổ sung tới làng Vyborg trước khi quá muộn hoặc chỉ tập trung phòng thủ ở Novoprokhovka. Kết quả sắp tới trên chiến trường sẽ phụ thuộc vào việc hai bên sử dụng lực lượng tinh nhuệ như thế nào. Lữ đoàn tinh nhuệ số 82 của Ukraine đã giúp vượt phòng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga và giờ là lúc sư đoàn số 76 của Nga đưa ra câu trả lời. Nếu đạt được bước tiến, quân đội Ukraine có thể củng cố lực lượng để tiếp tục hướng tới mục tiêu khó khăn hơn là thành phố Tomas và hơn nữa về phía nam là thành phố Melitopol. Trong nhiều tháng qua, Nga đã biến Tomas thành một pháo đài phòng thủ kiên cố. Lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được một trong những phương tiện tác chiến mà họ mong chờ nhất. Nguồn tin của trang Aviapro cho biết cách đây vài ngày, một lô 10 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do Mỹ sản xuất đã đến Ukraine. Việc chuyển giao được thực hiện bằng đường bộ qua biên giới Ba Lan vào ban đêm. Những chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên do Mỹ sản xuất đã được bàn giao cho lực lượng vũ trang Ukraine. Trong 2 tuần tới, 20 phương tiện chiến đấu khác dự kiến sẽ đến. Theo kế hoạch, điều này sẽ được công bố chính thức sau khi hoàn thành việc giao hàng, nguồn tin lưu ý. Theo đánh giá ban đầu, chúng ta đang nói về biến thể M1A2 Abrams khá hiện đại, mặc dù trước đây giới truyền thông cho rằng phiên bản M1A1 cũ hơn sẽ được Mỹ cung cấp. Giới quan sát cho rằng nhiều khả năng những chiếc xe tăng này sẽ không được sử dụng trong những tuần tới. Chúng sẽ tạo thành một loại lực lượng dự bị, trang bị cho các đơn vị tinh nhuệ hàng đầu, tương tự như những chiếc Challenger 2 của Anh. Tổng cộng, Hoa Kỳ cam kết cung cấp 31 chiếc MBT hạng nặng M1 Abrams cho Ukraine. Những phương tiện chiến đấu này chiếm vị trí trung gian nhất định giữa các phiên bản xe tăng Leopard 2 và Challenger 2. Truyền thông Nga nhận xét, điều này cho thấy những phương tiện chiến đấu nói trên sẽ không mang lại lợi thế thực sự cho Kyiv trên chiến trường khi số lượng có hạn và tính năng không thực sự nổi trội. Mặc dù vậy, báo chí cũng nhắc lại thực tế đó là các xe tăng Challenger 2 khi được lực lượng vũ trang Ukraine tung vào trận cùng với lữ đoàn dù số 82 đã đột phá qua tuyến phòng thủ Dabotino. Vì vậy, không loại trừ khả năng M1 Abrams sẽ lặp lại chiến tích tương tự. Quan chức đối ngoại cấp cao nhất của Liên minh châu Âu kêu gọi các nước thành viên đặt mua thêm đạn dược cho Ukraine vì số liệu cho thấy khối này còn lâu mới đạt được mục tiêu nêu ra từ hồi tháng 3 là cung cấp cho Kyiv 1 triệu quả đạn pháo trong vòng 12 tháng. Ông Budin cho biết các thỏa thuận tổng quát được gọi là hợp đồng khung đã được ký kết với các công ty vũ khí để cho phép những nước thành viên EU đặt hàng trung đạn 155mm, loại đạn rất cần thiết với Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay. Bây giờ, các quốc gia thành viên được tùy ý thông qua quyết định cụ thể trong khuôn khổ thỏa thuận khung này với ngành. Ông Budin nói với báo chí sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng EU tại thành phố Toledo của Tây Ban Nha. Trong một bước đi mang tính bước ngoặt, hồi tháng 3, các nước EU đồng ý về kế hoạch trị giá khoảng 2 tỷ euro để cung cấp 1 triệu quả đạn pháo hoặc tên lửa cho Ukraine trong vòng 12 tháng. Bước đi đầu tiên là các nước thành viên huy động nguồn dự trữ của mình hoặc mua từ nơi khác. Ông Budin cho biết nỗ lực này đến nay đã cung cấp khoảng 224.000 viên đạn và 2.300 tên lửa, trị giá tổng cộng khoảng 1,1 tỷ euro. Điều này có nghĩa là EU thậm chí còn chưa đạt được 1/4 mục tiêu sau hơn 5 tháng triển khai sáng kiến. Phần còn lại đòi hỏi các nước thành viên phải mua thêm để cung cấp cho Ukraine và bổ sung nguồn dự trữ của chính họ. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có lệnh nào được công bố theo kế hoạch này. Một số thành viên EU đang kêu gọi xem xét các lựa chọn khác. Chúng tôi phải tự hỏi mình liệu chúng tôi có thể làm được nhiều hơn nữa không? Và câu trả lời của tôi ở đây rõ ràng là có, chúng tôi có thể làm được. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pekku nói với các phóng viên tại cuộc họp ở Toledo. Ông cho rằng EU cần xem lại kho dự trữ của các thành viên mua từ các nước ngoài EU và chấp nhận đề xuất từ Slovakia để tân trang đạn cũ. Cuộc xung đột ở Ukraine đã chuyển thành một chiến tiêu hao khủng khiếp khi cả hai bên bắn hàng nghìn quả đạn pháo mỗi ngày, khiến những loại đạn như vậy trở thành yếu tố then chốt trên chiến trường và phương Tây rơi vào tình trạng thiếu nguồn cung. Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia cho biết, một công ty của nước này đã tiến hành tân trang các loại đạn pháo vốn bị coi là quá cũ và các nước khác cũng có thể làm tương tự. Chúng tôi có một công ty nhỏ, chúng tôi có thể tân trang lại 12.000 viên đạn trong một tháng. Con số này có thể được tăng thêm khi có sự tham gia của các công ty khác. Trong khi đó, thông tin tình báo mới của Mỹ nói rằng Nga và Triều Tiên đang tích cực thúc đẩy đàm phán về một thỏa thuận vũ khí để cung cấp đạn dược cho các loại hệ thống vũ khí khác nhau, bao gồm cả pháo binh.
ngày 30 tháng 8, chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết họ vẫn lo ngại hai quốc gia đang tiến hành các cuộc đàm phán vũ khí sau chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu tới Triều Tiên tháng trước. Mỹ cho rằng một phái đoàn quan chức Nga sau đó thăm Bình Nhưỡng để thảo luận thêm về thỏa thuận tiềm năng. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đón xem tin tức từ kênh Tin Tức Việt. Xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!